Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Xin chào tất cả mọi người, tên mình là Ngô Thanh Vân. Hiện tại thì mình đang hoạt động như là một diễn viên và một nhà sản xuất. Thì trong năm 2018 thì mình có sản xuất 3 bộ phim tại thị trường Việt Nam, đó là phim Về Quê Ăn Tết, Song Lan và Hai Phượng. Đối với lại thị trường nước ngoài thì mình cũng được tham gia vào bộ phim Star Wars số 8. Đây là những cái thành tích mà mình cảm thấy phải nói là rất là tự hào cho 2018. Rất là vui và rất là vinh dự khi được mời tham gia vào cái dự án của Siêu Mẫu Xuân Lan lần này. Nhìn thấy các bé ở cái lứa tuổi bây giờ có những cái mong muốn, cái đam mê và những cái giấc mơ để có thể trở thành những cái người hoạt động trong nghệ thuật thì mình cảm thấy rất là vui. Mong muốn tạo nên một cái thế hệ trẻ, một cái thế hệ đi sau, nhiều kinh nghiệm hơn, thông minh hơn, sắc sảo hơn và chắc chắn sẽ tiến xa hơn mình. Và mình chỉ gửi một cái thông điệp đến tất cả các bạn rằng là nếu đã có giấc mơ thì đừng bao giờ bỏ cuộc.